tại đang là 17 5 giờ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2019. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tôi đang trong quá trình hoàn thiện hai bộ ghế trường kỷ Olim. Hai bộ trường này chúng tôi hoàn thiện cho khách ở Hà Nội. Đang có chút mưa lót này, trời thời tiết đang có dông chuẩn bị mưa bão đây. Thì đây là hai bộ lim nhỏ đủ tích tới quý. Tại là sắp vào bão to thì tôi đang gấp rút để lên sơn đây. Trời rất là mưa. Ngoài là chiếc tíu. Và quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác.